Sau những nỗ lực tìm kiếm, hôm qua, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể của ông Đặng Danh Bằng, 48 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hấn Quảng, người bị đuối nước mất tích khi chìm bè phao trong lúc đi lưới cá trên hồ. Thông tin ban đầu, tối ngày 23 tháng 10, sau khi nhậu xong, ông Bằng cùng bạn cầm đèn pin đi trên bè phao ra hồ bắt cá. Tuy nhiên, khi bè phao vừa ra giữa hồ thì bị chìm, khiến ông Bằng chìm xuống nước mất tích. Người bạn còn lại nhờ biết bơi nên đã thoát nạn. Ngay sau đó, người thân ông Bằng đã tìm kiếm suốt đêm nhưng vô vọng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước đã huy động 12 cán bộ chiến sĩ tìm kiếm gần 1 giờ đồng hồ thì tìm thấy thi thể ông Bằng ở giữa đáy hồ.